Vô lý thiệt, sao 13 lại lên được? Vậy mà cũng thua được. Con nghiên cứu cả đêm rồi. Ba, vẫn còn 4.000 đồng. Độc thắng, vị trí, liên thắng, tam trùng thái. 12 con anh mua 10 con. Ngoại trừ 2 con ngựa số 1, 4 anh mua hết. Không thể không trúng, trừ khi là ông trời muốn anh chết. Thắng nhiều thắng ít gì cũng là thắng, đúng không? Lần đầu tiên đua ngựa đầy sĩ khí, không lý nào lại không thắng. Lì xì, đêm mai, con nói có phải không? Đúng, nói hay lắm, Anh Cơ! À đây, có chuyện gì? Viết đơn giúp tôi. Bít tết bò, anh nói đi. 3 phần, 8 phần 9, 3388, xin phát. Được. Không còn tiền. Anh Đại Hữu à, chúng ta không còn tiền. Chúng ta không còn nữa. Đừng có sợ, muốn ăn tiền thì phải có lòng tin. Trận này nhất định sẽ có tiền. Bắt đầu rồi. Số 1, số 4, bắt đầu lên. Đúng rồi, giữ nguyên đi. Trời, giữ lên, nguyên lên, đúng rồi. Lấy tiền. Anh ơi, lấy tiền hả? Phải đó, muốn ăn tiền thì phải có lòng tin. Anh à, trời ơi, sao số 1 với số 4 thắng rồi? Làm gì vậy? Thiệt tình nè. Trời ơi, xui xẻo quá, thua nữa rồi. Thiệt tình. Ôi trời, thua nữa. Ê, đúng là xui xẻo lại thua nữa rồi, thiệt tình nè. Mực bội à. Ông chủ nghe, đây là tổng số tiền ngựa vòng ngoài hôm nay. Bao nhiêu? Tổng số tiền đặt cược là 93.640.000. Chỉ còn lỗ một chút, vì phải đối phó với Lý Đại Hữu. Đáng lắm. Lỗ thêm nữa cũng đáng. Ông trời muốn chơi chết tôi, tôi cũng có tư cách chơi chết một người khác. Tôi cũng có tư cách chơi chết hắn ta. Anh Đại Hữu à, con nhớ ra rồi. Hôm qua con có đóng một màn phim quan tài, đạo diễn có cho con một phong lì xì, có thể bù đắp một chút. Đại Hữu. Đại à, con biết tại sao lại như vậy rồi. Bà đã nghi ngờ từ sớm rồi. Chắc chắn là có ai đó phá đám rồi đó. Phải rồi. Nếu không sao trận nào cũng thiếu một chút hết. Bà sai rồi, không liên quan tới chuyện đó. Là vốn của chúng ta chưa có đủ. Mấy con ngựa hôm nay con mua đều đúng hết, chỉ là tiền vốn không đủ thôi. Nếu không sẽ có thể mua thêm mấy con khác. Nếu như chúng ta có nhiều vốn, có thể chia nhau mua. Dùng phương pháp này thì nhất định sẽ thắng thôi. Nè bà Đại Hữu, Ai Linh, sau này chúng ta phải cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền về làm vốn. Con nhất định sẽ đổi đời cho con. Rồi, lấy đi. Mỗi cái một đồng thôi. Mỗi cái một đồng, được rồi. Rồi lấy nha. Chạy đi. Cảnh sát đến kìa, chạy lên. Đứng lại. Đứng lại chưa? Chạy đi. Cảnh sát đi. Mau lên đi. Chạy mau nữa đi. Chạy mau đi. Mau đi. Chạy đi. Số 4 lên đi. Thôi lại thiếu một chút nữa. Nè ba, có chơi thì chơi chắc thua. Ba Đại Hữu, Ái Linh, trận tiếp theo trông cậy vào hai người nha.